Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Eating Show của Văn Nóng Lazada. Mình quay lại sau gần nửa năm mình không làm cái series này anh ạ. Không phải là không có sản phẩm mới, là mình bận là những cái việc khác. Ngày nay thì mình sẽ quay trở lại và ăn thử một cái gói mì mới nhá. Ăn thử cái mì của Wifong sườn heo nướng Bali để xem. Ok, còn rất nhiều các mã nữa thì mình sẽ ăn dần dần nhá. Phở trộn gì này, rồi oppa nhiều lắm anh ạ. Ok, ăn thử cái này. Rồi, hôm nay mình sẽ ăn thử gói này của Wifong. Nó tên thì khá là kêu, mì sườn heo nướng Bali. Đó. Và gói mì này dùng cho xuất khẩu mọi người. Đó. Con này thì chắc mua cũng phải khá lâu rồi anh ạ. Rồi, đây này, ngày 2 tháng 4 năm 2024 và hạn sử dụng nó là 2 tháng 10 năm 2024 thôi. Đó. 6 tháng, con này khả năng mình mua từ đợt Tết rồi. Bali Green Fork Pit. Trong này thì có gói 5 gói viên heo và gia vị. Và size của mì này thì rất lớn nhá, 100g. Con này gần như là gói mắc của mì rồi. 100g gần như một lạng rồi đấy. Ở đằng sau thì nó có rất nhiều thứ luôn. Tí nữa mình sẽ vừa ăn vừa chia sẻ. Mà xem cái mì này nấu gì đó. Cho vắt mì vào tô nước, đậy tô 4 phút, đậy kín chờ 3 phút, mở nắp quấy đều. Ồ, cái mì này là mì nước nha mọi người. Ok, bây giờ sẽ cắt ra xem bên trong nó có gì. Rồi sẽ cắt thử ông ngoài xem có gì. Ở ngoài chúng ta có hình con heo và thịt nướng đây. Nói chung cái màu của nó khá đẹp, màu xanh uban min. Ồ, trong nó có khay mọi người. Trong nó có một cái khay luôn. Gói mì 100g và cái vắt mì thì siêu bé luôn. Đây là cái vắt mì của nó này. Trông cũng không gì đặc sắc. Mùi có mùi dầu dầu. Gia vị thì rất nhiều luôn này. Một gói vegetable, một gói bột súp, một gói không biết gì, một gói rau. Có tận 2 gói rau cả. Vậy 2 gói rau, 1 gói rau trắng, 1 gói rau đỏ. Và một gói sốt ướt. Ok. Rồi một chiếc lồi rất lâu đã chưa được nấu mì. Mình sẽ cho nước vào đây. Cho hơi nhiều nước chút thì mì nấu nó sẽ hút nước. Cắm điện. Cái nồi nấu rất tiện. Rồi ấn công tắc. Rồi tranh thủ thời gian thì mình sẽ cho luôn gia vị vào. Đầu tiên cho gói rau trắng để xem là rau gì đây. Gói rau trắng này thì sẽ là, hình như theo mình đoán là gói thịt khô sao ạ. Khi là rau nhưng mà giờ như gói thịt khô. Rồi tiếp theo cho gói rau đỏ. Ở đây chắc là rau thật. Gói này thì có cả ngô, hành lá, thơm phết. Gói này thơm này. Tiếp theo là cho gói, gói này chắc gói mỡ. Có một cái gói trắng trắng nhỏ nhỏ này, không biết là gói gì. 5 gói gia vị cơ. Gói một gói súp luôn. Nó màu như vàng vàng này. Cái này như hành phi sao mọi người ạ. Một gói hành phi. Tiếp theo gói bột súp rồi đi. Công nhận nhiều gia vị thật. Bóc gia vị. Cái gia vị của nó thì cũng như không như các loại gia vị rẻ tiền thôi anh ạ. Gia vị nó bột bột như kiểu là gói. Nó không giống kiểu gia vị đâu. Gói cuối cùng đây. 2 gói mù bạc, 3 gói mù bạc. Đây chắc là ớt hay sao. Đây chắc là gói, biết là gói gì. Thì nó sền sệt ướt ướt. Rồi mình sẽ đậy và chờ nước sôi nhá. Phải công nhận là mình ăn rất là nhiều loại mì. Nhưng mà đây là một trong những gói mì mà nó có nhiều gói gia vị nhất.
5 gói. Rồi, nước sôi rồi. Mình thấy nước của nó khá là trong. Mặc dù sôi nhưng mà nước khá là trong. Có ngô các anh này. Mùi khá là thơm. Rồi, mùi có vẻ thơm ngon đấy. Giờ mình sẽ cho mì vào nhá. Mì này thì nấu trong vòng có 3 phút thôi. Sôi khá là nhanh. Cái sợi mì này mình thấy mùi không được thơm lắm, là nó có hơi có mùi dầu dầu. Đó. Thì mình hy vọng cái nước dùng này ngon. Chúng ta sẽ đậy vào, nấu 3 phút. Không biết nó có giá gì không. Rồi, được tầm 3 phút rồi, mình sẽ tắt bếp. Ồ, sôi nghi ngút luôn. Rồi, sẽ rút tiện. Rồi, cho ra bát thôi. Có vẻ cho hơi nhiều nước rồi. Đây chính là trên tay bát mì sườn heo Bali. Cái nước của nó thì có màu vàng kiểu như canh chua ấy. Sợi mì thì không nở ra to mấy đâu. Mà con mì này nó không ăn nước nha. Các bạn cho ít nước thôi. Mình cho này là hơi nhiều nước rồi. Có ngô hay trứng này, không biết ngô hay trứng nữa, không biết. Đó, topping nó chỉ thế này thôi. Bây giờ sẽ ăn thử nhá. Nhưng cảm giác của mình là cái mì này hơi ít mì. Mặc dù có này 100g này, nhưng mà hơi ít mì. Rồi ăn thử nhá. Chúng ta sẽ ăn thử cái mì sườn heo Bali này. Công nhận nước của nó thì vàng như kiểu nước bún riêu luôn. Bây giờ mình sẽ cũng mùi cũng phải thơm thơm đấy. Nhiều gia vị này không biết có ngon không. Thử cái nước dùng trước. Nước dùng nó cay. Cay cay. Nước dùng cảm nhận của mình là cay. Hơi mặn mặn. Không có vị chua. Nó nổi vị cay không. Rồi thử sợi mì thế nào. Sợi mì màu có vẻ không được đẹp lắm. Công nhận là khi mà mình ngửi cái mì này, nó thấy nó có mùi dầu dầu ấy. Mình đoán cái mì này sẽ không ngon. Cái sợi mì nó hơi trong. Hơi kiểu nó nhạt nhạt, nó không vàng vàng ấy. Cảm giác đúng như mình dự đoán ấy. Sợi mì ăn không hấp dẫn mấy. Nó cũng không hẳn là dai mà nó cũng không hẳn là mềm. Nhưng mà ăn cảm giác nó khá là nhạt nhòa. Không để lại ấn tượng gì. Nào thử mấy cái vàng vàng nổi nổi phiều phiều thế nào. Mình đoán cái này chắc là trứng. Lúc đầu thì tưởng là ngô. Nhưng vì sao hóa ra là trứng ấy. Ăn thử xem nào. Ra mùi trứng. Ăn nó ra mùi bột bột cái gì ấy. Mấy mùi gì luôn. Ở đây cũng có ngô này. Cái này mới là ngô này. Cái này là ngô, hạt ngô này. Đó. Ngô mì mọt này. Có ngô nhá. Và đây là cái, đây là một trong những gói gia vị. Nó sẽ có cái này. Cái này như kiểu thịt băm ấy. Cái này chắc là thịt băm. Để cái miếng nó to như này. Cái miếng đấy ăn lại ngon. Nó dai dai. Nó dai như kiểu ruốc mà nó mặn mặn bùi bùi. Cái miếng đấy lại ngon. So với cái miếng trứng trứng này này thì trông gì đẹp đấy nhưng mà ăn chả ra gì. Cái miếng này. Cái miếng này thì trông vẻ giống trứng nhưng ăn thì không ra gì mấy. Cảm giác như ăn cá mùi thanh thanh. Không phải là trứng hay sao. Rồi sẽ thử cái mì với cái nước nhá. Mới ăn mì không. Ăn mì không thì thật sự không ngon. Ăn trộn với cái nước xem. Đúng là cái mì này phải ăn với cái nước mọi người ạ. Chứ nếu mình ăn kiểu như là mình ăn không thì không ngon đâu. Nóng quá. Nóng.
chúng ta ăn chung với nước thì nóng. Nhìn chung thì cái mì này theo mình giá thì vỏ thì đẹp nhưng mà bên trong ruột thì nó không ngon lắm. Mặc dù thì rất hoành tráng nhá, rất nhiều cái gia vị, màu sắc thì cũng đẹp, cái nước dùng thì cũng đẹp nhưng mà ăn thì không ngon. Cái này xuất khẩu đi đâu? Nó lại còn cay nữa chứ. Bali là ở Indo à? Cay. Cái ớt nó nổi lên này. Đấy, đây là ớt. Sợi mì thằng ấy rất là chán. Thì mình nói là sợi mì thằng ấy chán. Được cái này ngon này. Cái mà cái gói như kiểu thịt băm này, gói này ăn mặn mặn như ruốc ấy mà nó dai dai. Ừ, được. Để mỗi cái đấy ngon. Còn sợi mì thì chán lắm. Nước dùng thì cay. Bình thường thì nướng nó phải ra màu đỏ hơn, nó lại nó làm như cái thịt băm, cái thịt vụn mà người ta xào. Ấn tượng duy nhất của thằng này hiện tại là cay. Bây giờ mình sẽ xem cái đầu tiên là cái gọi là mì chất lượng xuất khẩu người ta ghi thì nhá. Tự hào cung cấp rất nhiều thứ, cảm giác elektrogen tuân thủ. Cái này như cổ khá thôi anh ạ, không đọc. Rồi bây giờ mình sẽ xem thành phần con mì này nhá. Vắt mì thì sẽ có bột mì dầu cọ, bột khoai mì, muối ăn chất ổn định, gum cua chất tạo xốp, bột màu, bột nghệ, bột khoai mì. Như vậy cái con mì này nó không có khoai tây nhá, thì ăn rất là chán. Nó chỉ có bột khoai mì thôi. Chúng ta sẽ có 5 gói sốt. Gói sốt đầu tiên là dầu cọ, hành, muối ăn, đường, nước tỏi, nước tương, ớt, bột kem không sữa, giấm gạo, hương sườn, hương thịt, chất làm dày, bột tiêu, bột cà ri. Còn dùng những cái chất thì mình không đọc. Gói bột súp thì chúng ta sẽ có là đường, muối ăn, chất điều vị, đạm, thực vật, thủy phân, bột đậu nành, chất làm dày, chất chống đông. Rồi gói tương sệt thì chúng ta sẽ có là đường, nước, nước tương cô đặc, tỏi, ớt, muối ăn. Sao ba gói nó đều có muối ăn nhé, không phải cho ba gói để muối ăn để làm gì. Rồi gói topping thì chúng ta sẽ không có là bắp sấy, trứng sấy, hành đã sấy và ớt sấy. Gói gia vị thịt heo sấy thì sẽ là thịt viên vị heo sấy có 1% thôi, vậy đại. Cái gói cái miếng thịt này nó chỉ có 1% thôi. Con mì này sản xuất tại nó có hai cơ sở, một cơ sở ở Hồ Chí Minh, một sản xuất ở chi nhánh Hải Dương, tổng giang Hải Dương ấy. Đó. Gói thì rất là đẹp nhưng mà ăn gì chán nè. Không ngon, sự là không ngon đấy. Gói đẹp mà không ngon. Ba gói gia vị mình đọc gói nào cũng có muối, ê mày kinh. Được cái sợi mì này nó không bị đỡ lắm, vừa. Thử miếng trứng đi cho nào. Miếng trứng mà ăn chán không chịu được. Trong nhà ấy cái thì nó không bị dai lắm. Topping thì nhiều nhưng mà mì chả đỏ.
ngon, thịt vụn rất là nhiều luôn. Nhiều nước thế. Nhiều nước vãi. Ôi dồi ôi, chán lắm ạ. Rồi, tổng kết lại con mì mì sườn heo Bali của Vi Phong có 100g. Màu xanh Ubanmin này thì theo mình nhận xét thì là dở hẹc anh ạ. Ăn rất là chán luôn. Sợi mì thì ít, không hấp dẫn, không ngon, không hấp. Sốt thì nhiều đấy, nhưng mà nó được cái là cái vỏ đẹp này, nhiều sốt này, cái màu nước dùng cũng đẹp. Nhưng mà mì thì ăn nó không hợp tông với nhau, ăn rất là chán. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và là thêm video hay và ý nghĩa. Các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.